Ở đây thì bà cụ là cúng xong và thắp hương xong là ăn luôn tại chỗ. Đấy là do phong tục nha. Đó. Đây là thắp hương có nghĩa là hình như là thổ công thổ địa gì đó. Vâng, đâu bác ba đâu anh ơi, trưởng xóm ơi, trưởng xóm mời chủ tịch vào. Bí thư ra mời chủ tịch cái thứ vào. Vâng vâng, đây được được rồi, cứ để chủ tịch ngồi đi xong anh ngồi. Vào đây anh Tuyên ơi, nói nó để nói nó mỏ à. Rồi rồi rồi. Đâu trưởng xóm ngồi đâu? Trưởng xóm bên kia, trưởng xóm bên kia. Trưởng xóm bí thư đứng trong kia. Được. Một người ngồi đây là một người ngồi bên này, mỗi người một năm. Thống thống vào kia. Thống thống vào kia. Đấy đấy. Chia chia chia. Thế đây anh em con trai ngồi đấy, em ngồi đi, ngồi đi. Anh vào đi, mấy anh vào đi anh ơi. Đâu còn ai đâu nhỉ? Các còn chị ngồi đi, các chị đã ngồi đi. Nói. Hả? Em lên vào tất cả. Vâng vâng. Nó no, 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 nó mỏ. Ừ. Dạ dạ. Đây. 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 Dạ. Và vào đi. Bảo bảo giờ cởi 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 dây ra. Cởi cởi dây ra. Ừ. Chủ tịch sang kia ngồi với cả chủ tịch. Đấy ngồi bên đó. Ui dồi. Giày dép. Anh ngồi bên kia. Anh ngồi bên này. Đây đây em ngồi đây. Ngồi. Anh đang ngồi trên này cho nó quay cho quá. Kìa, bà bảo bà cụ xuống ngồi đây luôn đi. Bà ngồi luôn đây. Ừ. No, no. Đây vào đây thống ơi. Đây bí thư ngồi đây. Anh không, nếu mà anh không tin thì anh mang lên mà. Anh cái gì cho mang lên. Chú uống được, anh uống được mà. Anh còn nói thế được mà. Sao nên hỏi, mày đi rượu được rồi nhà ba anh nhỉ? Ừ. Chú bảo chú đang đi một nhà hồng mua hơn cái này cũng sao rồi. Đó, nhiều đi nhỉ? Thông viện thì nhiều lúc. Anh ba anh uống rượu một tí. À, thống ơi, thống có ý kiến đi cả. Thống ngày xì đi, thống ngày xì trong thôn có ý kiến đi. Cảm ơn các. Thống đi, thống có ý kiến đi. Có ý kiến một số bác và mấy bà con. Xinh xinh xinh. Xì đứng dậy phát biểu cái. Đúng rồi, có chiêu rồi. Có rồi, có rồi. Em cứ phát biểu đi, đứng dậy nói. Em đứng dậy đi. Đây 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 này, em ơi. Cũng thay mặt bà cụ em mới đủ hạt thì máy thì hôm nay đội thợ cũng đã hoàn thành cái nhà mới cho bà rồi. Chưa thiếu nhiều đây. Mời anh em họ hàng bạn bè gần xa thì cũng tập trung ở đây thì bữa cơm nhà mới cũng xin thứ nhất là cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm cũng như là anh Cường, anh Thắng, anh Tuyên thì cũng có anh Đức tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bà. Hôm nay thì cũng đã hoàn thành cái nhà khang trang và sạch đẹp, không quá to lắm đâu, cũng đủ để cho bà sinh hoạt sinh sống, đi ra đi vào yên tâm.
xin chúc sức khỏe chính quyền xã Tâm một năm mới an khang thịnh vượng, và cũng xin chúc các ban chính quyền xã lãnh đạo xã cũng quan tâm và động viên các nhà hảo tâm và những người cùng đồng hành tham gia hỗ trợ bà máy. Xin cảm ơn. Rồi, vâng. Vâng. Rồi. Cảm ơn anh em nhé. Rồi mời các anh các chị bên đấy nhá. Vâng. Em mời anh. Vâng. Chúc mừng anh em. Rồi rồi. Vâng vâng. Dạ vâng. Vâng vâng. Rồi. Chủ tịch cơ quan. À kẹt cái nào. Vâng vâng vâng. Vâng cái kìa anh. Nó không có chỗ. Một thay mỏ chú trái mỏ chú chú tổ lòng nó tổ lòng là lù hò là xa lá hù hù lè bây khai chỉnh nó khai chỉnh là chi bây sớ chá chú chi mỏ mỏ rộng nó mỏ rộng là nó chú xa ná chú xa chó nhu năng cho thấy thâu cho thỏ giang tàn tây à nhung này thâu chỉ chọn nó chỉ chọn nó nghe nói đấy có cho thấy thấy ra tây nữa cho thấy giấy tờ hôm nay à trở lại tàu rồng nó tàu rồng mà ai tụi dài dài cứ tụi dài công à tụi mà sao cái tụi dài chủ tụi dài công lúc khó trong ta nhớ tổ ba lúc khó trong tổ nhớ ca mùa bảy cho tụi nhớ trái cứ mà giờ tụi ra rồi. Nó tốt từ này sẽ cho nó chẳng thấy trời nó đang luôn nụ này người ta nó cậu ơ từ chẳng hướng tài của lần cho cá lũ từ cho cá lũ chẳng hướng tài này nghe nó ơ từ lần cho nó mừng ơ từ bu chạy nhan đó chứ thôi nhờ của tay nó cứ chạy tù mình là người ở giữa. Tôi cái nhà tôi tu, ở từ nhà chị chạy, ở từ nhà chị cũng tàu chùa, cái cây cà lư, tôi phải chơi mà nhau phải chơi, cho kia tình nhau mà nhà chị to ta, em dịch mấy câu, cái chân thì chị chạy, cảm ơn tất cả, dịch hộ mấy câu bà nói, cảm ơn nhà hảo tâm, vâng. Không, dịch không dịch ăn rồi. Bà dịch bà bảo sao? Chứ là. Bà bảo như nào em dịch mấy câu được. Dịch cũng dịch. Và thế là mà cảm ơn anh em có tấm lòng họ tâm. Với lại chính quyền xã, với lại chính quyền thôn bản cũng đã làm được cái nhà hoàn thiện cho bà. Đấy thì trước đây thì bà kể về cái lịch sử trước. Là về cái thứ nhất là ngày xưa thì các cụ thì khó khăn, toàn dùng người với dùng ngựa chở, không đủ ăn. Bây giờ thì nhà nước cũng có điều kiện hơn thì bây giờ có ô tô các kiểu. Thì là với lại đường ngon thì là bây giờ nhà nước cũng giàu hơn. Thì nhiều cái thì bây giờ nói chung là bà rất là cảm ơn sung sướng. Ngày xưa thì bà ở trên vùng cao
thì là nó đời sống nó khổ khó khăn, với lại ngày xưa là cũng hai bên nhà nước thì là chưa được ổn định đấy, vẫn còn chiến tranh thì rất là vất vả. Vâng, khỏe đấy anh ạ. Hôm nào bọn em mang rượu anh em vào còn nó khắc cầm ly của xì. Ôi, phấn khởi quá, phấn khởi chứ. Đâu ạ? Chú uống đâu? Bà ra đây em, đây à, thầy bà đúng đúng đúng. Thật chén em đây. Úi rồi, uống chén nào. Đây. Uống rồi, em uống rồi. Đúng rồi. Đó, nhà mới. Chú thấy đẹp không? Nhà đẹp không? Cũng được đấy. Đẹp không? Như thế là khổng lơ. Nó cái máy này hơn một đời nay toàn là nhà cây lâu thôi. Được mấy chục năm nay làm xóm này hỗ trợ đi lại. Thì là cái nhà của, dạ. Một chén á. Say à. Thằng này cùng một chén. Ờ. Thôi cứ ngồi xuống đây ăn uống cái chậu không bao giờ mất được đâu mà lo. Anh tên là gì nhỉ? Đấy bà đây, đây châu này. Đây 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 bác này. Xã độ bên phải ở đây này. Châu từ nhà đi vào. Ờ. Không bao giờ ngon châu mà. Sáng tôi nhận cái này. Là ăn êm thôi. À. Anh em bây giờ gì? Đây đứa này là đứa của bà đây. Chú này. Đây là bố. À. Bố. Đây là con. À. Ừ, con. Thế là hai bố con. Thế thì là phải gọi mình bằng anh rồi. Con. Phải không? Gọi mình bằng anh không? À. Sinh năm bao nhiêu? Có dù bị sao trong bình cháu nè. À, nuôi á, sinh á. À, anh là 84. À, 84. Bằng tuổi anh chứ. À, 7 tháng 8. À, thế là bà. Anh bao nhiêu? 87. À? Vâng. Mà bao nhiêu? 87. Năm 1987. Tao năm 86, 87 à? À, mà tao cứ nhớ. Em cứ ui. Thế là anh còn ít tuổi hơn cả chị dở ấy. Đúng không? Ít tuổi hơn. Thế là quá minh nghiên quá là minh tân. À. Ờ, so sinh. Ở đây là so xanh hay so sinh nhỉ? Hả? Ở đây là so sinh hay là so xanh? Cái thôn này á? Ờ. Cái thôn này là ở dưới này là thôn bản. So xanh con à. Tụ người là so xanh con à. Bắt tay nhá. Tổng gì? Dạ. Ờ. So xanh nhá. Thơ xanh là bản là có bổng không? Chị Thơ bảo xanh à? Là cảm ơn. Cảm ơn rồi. Cảm ơn nhá. So xanh. Bản là dân tộc gì? Dân tộc Kinh. À, thế à? Lai Mông. À. Là cảm ơn là cảm ơn. So xanh. Hầu hầu chờ. Hầu chờ là hầu y pi. Hầu chờ là hầu chờ hầu. Hầu y pi. Hầu y pi là cháu chi. Một chén xong rồi. Đúng không? À, poker ngô
Ngô có nhiều không? Cầu ý cầu mà bó cư hỏi như nào nhỉ? Ba là cô. Bó cư à, bó cư hạt tàu, hạt tàu, hạt tàu được bao nhiêu trong một năm? Bó cư, bó cư ngô mà hả? Tìm phí mà. Ui, lũ lọt con luôn nha. Hồi pi. O pi, o o o o. Cháu ở đây chết đi. Mà sau này có đứa con rồi nhưng mà không được ra chơi nữa. Mà nó đứa cậu nó không cho ra chơi. Nhưng mà có đứa con rồi mà không cho ra chơi, nhưng mà không được ra chơi nữa. Mà ở nhà thôi. Đứa con thì bà nó mà có một đứa con cả. Mà đứa con cả nó không gia đình nữa. Chả biết lúc nào cũng như là vay rượu rồi ăn uống xong chảy hết thôi. Tôi hôm nay là nhà bà cụ, nhà đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp không? Có nhưng mà anh đi biết anh nhà mai chị mang chạy đi ở nhà mai chị mang rồi con cá em nói cá chạy nhà mang rồi. Mai anh phải đi cắt tóc, tóc nào tóc ở sao ăn là 3-4 cái nhà anh tốt ngày thế này, anh già hết rồi là cắt tóc, cắt tóc đấy là ra thành phố cắt tóc luôn. Mà anh không biết làm đâu, làm được tốt thì tốt, không biết làm. Có người cắt tóc cho mà. Có người cắt tóc cho. Được. Mà chị này với anh này mà đây, anh em không được nhìn nhau, không được cái gì đâu mà. Ở đây này không nhau. Bà này này có quạt thì mà bản đầu kia họ báo thì anh chúng đứa báo cho, nhưng mà bà đi lấy quạt. Có gì thì mà anh cái này. Cái này nó bảo cho anh làm cho mà không được đâu này. Anh uống với em rồi đây, vừa uống rồi đây. Lại cái nữa gì? Làm luôn. Bà có việc gì ở đây thì bà rút cho. Còn anh hứa nhưng mà phải từ 6 giờ đi anh lên. Ok rồi. Anh xin nghỉ xong bé em bảo là bảo xin nhờ em. Thế anh bảo xin thôi, rồi. Ok. Hết luôn nhá. Hết chưa? Không sợ hết đâu. Thôi đừng do anh nữa. Uống tết rồi. Anh bảo là hôm nay nhảy xe ngay. Đừng. Anh biết rồi. Anh sợ rồi. Dạ. Sao ở chung chơi nhá. Cảm ơn nhá. Ở đây rót à. Nào, làm chén nữa. Bây giờ thực ra là thôi được rồi. Đầy quá. Sảy quá. Hầu Opi á, Opi á. Đấy. Như thế ra tao xử tiếc. Opi á. Úi dồi, gió thế nhỉ.
Cái gì đây? Bảy tuyên đi. Cái gì anh ngồi bên kia mà cùng trưởng xóm với bí thư đây. Thế anh có anh đang ngồi uống ở mâm này đúng không? Có bắt đâu đúng không? Trưởng xóm. Truy nã cái gì? Truy nã. Ai bắt ở đâu là lệnh ở đấy nhá. Không phải là nó ở mâm kia mâm này đâu. Trưởng xóm ơi. Lệnh truy nã về bắt được rồi. Mà trưởng xóm mè mè quá nhỉ? Mè mè à, pu pu à. Được. Anh Thắng rót. Được không? Được. Pu pu à, pu pu à. Đưa chén về đây. Anh Thắng pu pu. Rồi. Làm thế thì hơi mạnh quá. Đây đây. Này này các em ơi, để cho anh Thắng đi nước, đi nước. Đây đây đây. Hầu IP IP à. Là trưởng xóm này rót ra làm sao ấy. Ôi à, chúc sức khỏe nha. Vâng. Các cuộc hành trình luôn luôn thành công. Rồi cố gắng. Thì hôm nay thành công tốt đẹp. Ngon lại. Nhưng mà có thời gian là phải qua bảo vệ bà cụ ấy. Bà cụ này bây giờ tuổi cao. Thế em uống được thì em cứ uống thôi. Cô còn là cảm ơn em nhá. Anh thì thực sự là anh rượu kém tí. Cảm ơn một trò vui thì anh vẫn vui. Anh nhớ là vui nhà em chơi. Được, nếu mà gần ở đây anh kia vào không? Đi qua nhà em á. Đi qua nhà em á. Được. Nhà em ở cái chỗ mà đông gì mà cái biển mà cái Đấy. Anh đi bộ từ đây ra đấy. Đi bộ mà, anh đi bộ mà. Uống nghe, uống đi xong nói. Uống đi xong nói. Uống hết rồi. Ê, à, lọc đêm một tí thôi, uống đi. Cứ uống đi. Xì. Uống đi, cứ uống đi. Cô bảo anh làm cho xong đây. Hầu y pi ớ, y pi ớ pi. Người ta bảo con ý thì còn chuyển sâu. À. Kiểu gì chả phê. Trước sau thì chả say. Wow. Mấy ngày trước còn bao nhiêu có tức quá nó cũng là rắc một tí. Vâng. Năm mới. Không phải ăn hai bình nước đâu này. Mùng sáu hẹn bà ở đấy. Mùng sáu bà sáu ca sô. Bảy giờ ca. Lúc nào cũng xinh đẹp. Chào chào, ok. Nha.
an toàn trên hết. Thôi, bù ơi. Bù chê. À, xe lấy chưa chưa? Xe ở trên này. Xe một đây. Có lái được không? Lái xe lái được không? Được, được. Lái được nhưng mà anh cũng trưởng xóm với cả bí thư có anh, đưa anh, được về không? Anh có ngồi được. Được. Okay. Em đưa được nhưng mà anh có ngồi được không? Thế về. Anh có ngồi được không? Mù chế. Ngồi được nhưng thì an toàn. Ơi, ơi, anh đây. Ơi. Thôi cảm ơn nha, so sánh, so sánh. Hành trình à. Hôm nay so sánh là một ngày cứ tháng nữa. Rất là vui. Vua tớ bờ vào lớp chê dòng hành là. Đấy. Bảo chê dòng là. Nhà đẹp, nhà đẹp rồi. Nhà tôi mù chê. Bà con này rất là đông, rất là mừng rồi. Ok nhỉ. Rồi rồi rồi. Con này mới nhỏ nó là tên nhỉ là. Cái nó bốc cừ. Nay chở em gì? Được không? Bí thư. Có chở được không? Được, an toàn đấy. Đấy, giao cho lái xe nhá. Đây giờ mù chê. Cung mù chê. Ngồi ăn ngoài về ngồi phải được. Không ngồi được thì được, ví dụ mà không ngồi được nhá. Ngồi được rồi, ngồi luôn. Thôi vui quá, vui quá. Rất là quý đồng bào người Mông. Thôi phê. Một phần mù mù chê. Bây giờ còn một phần trăm rồi. Mù mù khó tử. Mày đi đâu vậy? Tôi đi về là. Đi về là. Đây, lái xe. Đi về là phải. Đi là phải. Đi đến nơi. Về đến chỗ. Đi nó phải an toàn. Rồi. Trưởng xóm nhá, trưởng xóm bí thư này, trưởng xóm bí thư nhá, về là bù trên này. Đây, đó, lái xe. Về đến nhà là phải thông tin nhá. Rồi. Đường nó hơi khó. Ok rồi, em đến nhà rồi nhá. Ok. Chúc thượng lộ an toàn. Thượng lộ bình an. Bù nhá. Cảm ơn nhá. Rồi. Ok, chắc chắn rồi, sẽ quay lại đán dầu. Ok. Về mà. Chở được không? Đi đến chỗ kia thì phải xuống à? Đi xuống chỗ kia phải đi bộ á? Nhưng bây giờ say rồi. Ai giời. Thế thôi, đi. Mệt. Ai xa, được. Đi nào. Cái đường nếu người chưa đi quên thì chắc đi không được đâu. Thế à? Đường này hơi trơn thôi nhỉ? Thế à? Lái xe vào đấy chọn đi bố. Đường nó trơn quá là đi không quên này. Đường trơn quá nhỉ? Được chưa? Ở chỗ này đường bê tông ấy phải không? Vâng. Đường bê tông nhưng mà cũng giống như đường đất rồi. Đường bê tông giống như đường đất à? Bê tông ở dưới nhưng mà đất ở trên mà. Chuẩn nhá. Vâng. Cứ ok không sao. Đi nào lái đường chuẩn đấy. Vâng. Okay.
chợ Đán Dầu. Ui dồi ôi, ôi, anh ngồi lại nhá.